giảm giá cực sốc từ 9 tỷ 350 triệu xuống chỉ còn 8 tỷ 700 triệu. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Xin kính chào kênh Nhà Đất Quận 7 và Nhà Bè. Xin kính chào quý cô chú anh chị em nè. Mọi người khi xem video clip á, vui lòng cho Giang một lượt like và một lượt đăng ký nha, để mọi người có thể xem thêm nhiều video clip mới nhất của bên Giang nè. Ngày hôm nay Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố hiện đại. Căn nhà này á, với bề ngang 68 x 112 m, giá đang ra bán trên thị trường giảm giá cực sốc từ 9 tỷ 350 triệu xuống chỉ còn 8 tỷ 700 triệu và vẫn còn thương lượng nha quý cô chú anh chị em. Hướng của căn nhà là hướng đông bắc, phù hợp với khách là mạnh tây tứ trạch. Căn nhà nằm trong khu Green Riverside. Khu này á là đường nhựa 7 m, xe hơi thông thoáng. Trong nội khu có cổng bảo vệ, có công viên 24/24. Trong khu đây đã được quy hoạch chỉnh trang nhà phố cao tầng đồng bộ, an ninh, dân cư cũng văn minh ạ. Nói chung là đây là một trong những khu mà mọi người có thể lựa chọn và tin tưởng để an cư lạc nghiệp nha. Rồi, chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề pháp lý của nhà. Căn nhà là nhà sổ hồng riêng, thửa riêng, ngân hàng hỗ trợ vay 70%, pháp lý minh bạch, rõ ràng, hoàn công đầy đủ, công chứng sổ hồng xen tên nhanh gọn lẹ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Mặt tiền được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại rồi. Cái mẫu nhà này nhìn khá đơn giản nhưng được rất nhiều quý cô chú anh chị đón nhận, nên các anh chị chủ đầu tư khu vực Nhà Bè quận 7 làm rất nhiều nha. Do căn nhà hướng đông bắc thì giờ này 11 giờ trời nó hơi nắng một xíu, nếu mặt Giang hơi nhăn thì mọi người thông cảm nha. Còn đây là khu vực để xe hơi, mọi người thấy không? À, để Giang nói phía ngoài xíu chứ. Do bề ngang tới tận 6m8 thì anh chủ nhà làm tới hai hệ thống cửa. Góc cửa mình đang đứng đây nè là vô xe hơi, còn cửa hậu bên đây ở cửa sắt là vô xe máy nha mọi người. Rộng rãi và thoải mái. Ở khu vực đây nè, ta không phải đậu được một chiếc, hai chiếc xe hơi luôn cũng được. Đó. Dưới nền sử dụng một loại gạch 30-60 màu xám, hai bên vách cũng vậy, loại gạch luôn, chống trơn trượt, bụi bẩn. À, bên đây thì chống bụi bẩn nè, ta đi xe về có qua vẹt vô, lau chùi thoải mái nha quý cô chú anh chị em. Đó. Hoặc là ta nhà có con nhỏ chạy vui đùa, xe cổ xe đạp chạy lau chùi thoải mái. Trên trần nhà sử dụng hệ thống trần thạch cao, xung quanh đèn led chính giữa, có cái máy quạt lấy giúp cho không khí của khu vực đây trong nào cũng thoáng mát nha. Rồi chúng ta sẽ tiến vào khu vực của phòng khách. Trong không gian phòng khách đây đã được bố trí đầy đủ các thiết bị nội thất rồi. Dưới gầm cầu thang là anh chủ nhà sử dụng hệ thống tủ. À, tủ để tivi đó, hiện tại có tivi Samsung 65 inch. Phách là sử dụng những tấm gỗ nha mọi người. Đây là gỗ chống cái nhựa PVC nha. Điểm nó bật nhất là cái hệ thống led nè. Còn đây là người ta trưng bày những chai rượu. Nó hộp nhỏ đây, nó hợp lý đó chứ. Màu sắc thì màu xám này, nó cùng tiệp với cái tông màu chủ đạo và cách thiết kế căn nhà hiện đại cho căn nhà nha. Còn không gian đây là khu vực mà chúng ta có thể giải trí, ngồi xem tivi, xem đá banh thoải mái. Có sẵn bộ sofa. Đó, hợp lý chứ, ngồi đây xem tối á, xem thưởng thức những trận bóng đá, xem phim thoải mái. Ở phía sau nè, được trang trí là nguyên cả tấm gỗ luôn. Điểm nó bật là có những ánh đèn led đây. Điểm nhấn là có bức tranh sơn dầu đẹp, máy lạnh đã sẵn sàng, inverter, Daikin. Nói chung không gian của phòng khách đây cũng khá là hợp lý, rộng rãi. Rồi chúng ta sẽ tiến vào khu vực bên trong hơn. Bên trong đây là khu vực bếp nấu nướng cho quý bà nội trợ. Khu đây đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi, đầy đủ các công năng cho quý bà có thể chế biến ra những món ăn cho gia đình của mình nha. Mình sẽ đi từng chi tiết hơn. Nhất là hộp gạo nè, đây là máy đưa chén, đây là bếp, máy hút mùi, tủ thì đóng kịch trần. Mình mở thử nha. Bề mặt này sử dụng nhựa acrylic, rất dễ lau chùi luôn. Điểm nó bật nhất ở khu vực bếp này mọi người thấy không? Cũng một ánh đèn led nè, chạy dọc khu vực bếp giúp cho khu vực bếp này lúc nào cũng sáng sủa và sang trọng hơn. Bề mặt đây sử dụng kính cường lực, ta rất dễ lau chùi. Còn đây là đá hoa cương nha, chặt thịt chặt cá vô tư. Và đây, bên phía đây là khu vực rửa chén này đó. Bồn rửa đây màu trắng luôn, đẹp. Và đây có sẵn cái tủ lạnh side by side. Và đây là không gian của khu vực phòng ăn.
Hiện tại khu vực phòng ăn đã được trang trí sẵn một bộ bàn ăn 6 ghế màu này cũng khá là hiện đại, nó hợp với toàn thể và cái tông màu sắc thiết kế của nhà là theo hướng hiện đại nha. Đây nè, thật ra nếu mà ta mà có khách tới nhà, ta có thể kéo cái bàn này ra nha. Vách đó là sử dụng hệ thống kính thủy. Hệ thống kính thủy giúp cho khu vực bếp và phòng ăn này trông rộng rãi và nó tăng cái tính thẩm mỹ hơn. À, nãy Giang chưa nói cái khu vực mà ngăn giữa bộ sofa và bàn ăn. Ngăn cách giữa bộ sofa và bàn ăn, chúng ta có một cái tủ nè. Cái tủ này để cho quý ông á trưng bày những chai rượu của mình, hoặc là cho quý bà trang trí đồ vật dụng linh tinh, nó để ở đây nha, là những cây cảnh nó nhỏ đó. Ở phía sân sau á là nơi lấy gió ánh sáng, thì ngoài ra có thêm cái toilet cho khách tới chơi nhà được sử dụng hoàn tiện. Và điểm nổi bật nhất ở khu vực phía sau đây á là có bức tranh. Bức tranh này bằng gạch nha mọi người, gạch đây nên màu sắc á sẽ được bảo tồn và nó sẽ lâu hơn, đỡ phai mờ đó. Đây toàn thể bức tranh là những viên gạch lắp ráp lại với nhau. Rồi vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở dưới tầng trệt căn nhà nè. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng luôn nha. Ở trên lầu thì gồm 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có toilet riêng. Trong phòng đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô lầu 1 làm sẽ hình dung được lầu 2 như thế nào nha. Nói chung hai lầu y chang nhau luôn. Ở phía sau là có phòng ngủ nè. Phòng ngủ đây đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi, như giường, nệm, táp đầu giường hai bên. Vách đây cũng sử dụng một tấm gỗ nha mọi người để trang trí luôn. Anh chủ nhà này khá là đầu tư đó. Hệ thống cửa sổ đây, ta cần phải mở ra lấy gió ánh sáng. Màn cửa đã sẵn sàng. Khu vực đây ta có thêm cái bàn trang điểm. Bàn điểm to, kính, thoải mái. Và đối diện với giường ngủ nè, ta nhìn thẳng ra, thiết kế sẵn một hệ tủ ta để tivi. Điểm nổi bật đây có những ánh đèn led nè, ta hắt lên bắt mắt đó chứ. Ở phía sau á là có tủ quần áo và một không gian để mà chúng ta phơi đồ đó. Nhiều hơn ngăn tủ hệ tủ xã hội tâm để đồ luôn. Màn cửa đã sẵn sàng. Mà nãy như Giang đã nói đó, ở trong phòng ngủ mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng. Trong toilet đã được trang trí đầy đủ, trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi, mọi người chỉ cần mua về và sử dụng thôi. Rồi bây giờ cùng với Giang tiến vào phòng master nha. Phòng master đây rất là rộng, giống như cái phòng ngủ phía sau, đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất như giường ngủ, nệm, táp đầu giường hai bên, ánh đèn led hắt lên phía sau giường đó, tạo cho điểm nhấn khu vực đây trang trí bắt mắt. Điểm nó bật nhất là có bức tranh sơn dầu nè, màn cửa luôn. Đối diện với giường ngủ là một hệ tủ, rồi tủ quần áo, bàn làm việc chạy dọc qua đây, thiết kế hợp lý đó nha mọi người. Đây tủ này để tivi nè, còn những hộp tủ đây ta trang trí để đồ vật dụng linh tinh. Còn khu vực đây là tủ quần áo đó. Quần áo rộng rãi. Và trong toilet, trong toilet của phòng master có sẵn một cái bồn. Ở phòng phía sau nãy á, trong toilet thì chỉ là cái tấm kính để ngăn thôi, tấm đứng. Còn phòng master đã sẵn bồn tắm nằm nha mọi người, tha hồ cho mọi người hưởng thụ đúng không. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong á, trời ơi xin lỗi, để Giang ra cái ban công. Do đặc thù là cái phòng master nên được ưu ái cái ban công. Ban công này khá là rộng rãi và thoải mái luôn đó, nên tối nè ta ra đây đọc sách thư giãn gì đó trước khi vô ngủ nha. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở lầu 1 căn nhà. Trên lầu 2 á cũng được thiết kế y chang như lầu 1 đây, gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Trong phòng đã được trang trí và bố trí đầy đủ các thiết bị nội thất rồi, nên để tránh mất thời gian chúng ta lướt qua lầu 2. Bây giờ cùng với Giang đi thẳng lên trên sân thượng luôn nha. Giang đang đứng trên tầng cao nhất của căn nhà là sân thượng nè. Ở phía sân thượng phía sau á, hiện tại chủ nhà đã sử dụng toàn bộ khung đầu sắt rồi. Giờ này trời đang mưa nên cho phép Giang được đứng ở đây nha. Đó, anh chủ nhà sử dụng toàn bộ khung đầu sắt rồi, chắc chắn và kiên cố. Nơi đây ta giặt đồ xong ta phải đổ ngoài đây nha. Còn ở khu vực đây á là không gian của phòng thờ. Ngoài công năng là phòng thờ ra thì chúng ta sử dụng khu vực đây nè làm để đồ kho vật dụng linh tinh, để đây bán được. Và đây là không gian có thể nói là thoáng mát nhất của nhà, là sân thượng phía trước. À, tạnh tạnh mưa rồi. Nơi đây chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng, những tiệc thân mật bên người thân và bạn bè nha. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong căn nhà. Mọi người khi xem video clip á, cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là cần Giang hỗ trợ đi xin nhà, xin liên hệ với Giang số điện thoại trên cùng phía tay trái màn hình đây nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.